Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách để chúng ta điều chỉnh một cái quần đáy dài mà mình thấy là nó có cái đường hằn ở bên hông, trở thành một cái quần mà chúng ta sẽ là ống có cái phần dây thun ở dưới và mặt trước của cái phần lưng quần á, là chúng ta cũng có dùng thun nhưng mà nó không có bị dúng ở cái phần thân trước. Thì các bạn hãy xem video clip này để xem theo cách làm như thế nào nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ gỡ cho mình cái phần lai quần. Gỡ cái lai quần thì các bạn có thể là dùng cái cây, mình gọi là cái cây gì ta, cái cây gỡ chỉ ha. Các bạn gỡ mấy mũi đầu, sau đó là các bạn sẽ dùng cây dao rọc giấy á. Thì các bạn sẽ dùng cái phần bén nhất của cái dao, các bạn rọc qua thì các bạn sẽ gỡ rất là nhanh cho cái phần gỡ chỉ này. Sau khi mà các bạn gỡ được ống quần rồi á, thì các bạn sẽ tiến hành là gỡ cho mình cái phần lưng quần. Gỡ phần lưng quần thì các bạn sẽ gỡ dây thun ra luôn. Sau đó thì các bạn sẽ dùng bàn ủi để các bạn ủi lại cái phần lưng thun này cho nó được thẳng ra. Và các bạn ủi ra cho cái phần lai quần. Sau khi ủi xong thì các bạn sẽ lộn cái phần quần này lại và các bạn dùng kéo cắt hết cho mình cái phần quần này ra. Những cái phần mà sườn đáy, sườn hông rồi vòng đáy đó các bạn cắt ra cho mình. Tại vì đây là cái phong quần nó đang là rộng cho nên khi mình cắt mình bỏ đi cái đường may ở bên ngoài thì mình vẫn giữ được lại cái form của cái quần. Mình không có sợ nó bị chật. Nên là các bạn cứ mạnh dạn các bạn làm, mình điều chỉnh từ quần rộng sang quần vừa với lại cơ thể. Sau khi mà các bạn cắt xong rồi thì các bạn sẽ ấp cho mình cái phần thân trước với thân trước để các bạn cắt cái đường sườn. Thân sau với thân sau để các bạn cắt đường sườn. Kế tiếp thì các bạn sẽ chia đôi cho mình cái phần đường ngang mông của phần thân trước để chúng ta lấy lại đường chính trung. Cái phần ở phía trên á, hướng về ở phía bên phần cây kéo á, đó là cái phần đường ngang mông ngang eo đó các bạn. Thì mình lấy cái đường chính trung lên để mình chia cái phần eo của mình. Eo của mình thì các bạn sẽ chia làm 4, thì các bạn sẽ lấy 1/4 của cái phần eo các bạn đưa vào đây. Thì 1/4 thì các bạn sẽ gấp 4 lần của cái cây dây thước dây. Còn không thì các bạn sẽ lấy một cái đường ngang qua 1/4 mà đường chính trung là các bạn sẽ canh ở giữa, sau đó các bạn sẽ nối lại một cái đường xéo và các bạn đánh cong thì chúng ta sẽ có được cái phần ngang eo thân trước nó sẽ bằng với lại ngang eo trên thân cho nó không có bị độ rộng để mà chúng ta tra dây thun vào nữa. Thì các bạn mới vừa cắt được cái phần thân trước thì phần thân sau các bạn sẽ xếp đôi lại, các bạn so tiếp tục. Cái hướng mà về phía các bạn nó là phía hướng của cái ống quần. Sau khi các bạn so xong á, thì các bạn sẽ đo đều cái khoảng cách dư của cái quần này cho mình là 4 phân. Và các bạn sẽ cắt bỏ đi 4 phân so với phần thân trước nha. Cắt bỏ đi phần dư. Như vậy là chúng ta mới vừa thực hiện xong cái công việc là chúng ta so lại ở cái phần đường sườn. Kế tiếp thì các bạn sẽ làm công việc là chúng ta sẽ giảm đi cái phần đáy quần để cái phần đáy của chúng ta không có bị dài, bằng cách là các bạn sẽ đo lên cho mình 2 cm và các bạn sẽ đánh cái đường cong lại cho cái phần đáy quần này. Chúng ta cắt bỏ phần dư hai phần này đi. Sự điều chỉnh của mình đã xong rồi đó, bây giờ sẽ tiếp tục qua công đoạn may.
May thì các bạn hình dung ra được cái phần thân quần thì các bạn sẽ đi nhắc sổ ha. Sau đó là các bạn sẽ may lại cho mình đường đáy, may đường sườn và chúng ta may đường dây thun. Khi may cho phần dây thun này, các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ canh cho cái phần thân trước của quần á, nó có dây thun là bằng với lại phần vải chứ mình không làm nhỏ đi. Thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái phần lưng trước của mình khi mình mặc lên á, nó không có bị dúng mà nó tạo thành một cái phần lưng giống như lưng quần tây. Và phần dư còn lại thì các bạn chia đôi, các bạn may dồn về phía thân sau. Và cách may dây thun và may lai thì nó cũng đơn giản như những cái phần quần khác, cho nên là mình chúc các bạn thành công, điều chỉnh được những cái phần quần mà mình không thích cái kiểu đó nữa thì mình biến kiểu đi thành một cái quần khác mình mặc nó mới mẻ hơn. Chúc các bạn luôn thành công và có được nhiều mẫu đẹp cho những người thân yêu. Các bạn nhớ bấm like và bình luận tặng cho mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.